Shop nhao.vn Clickbun giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này. Đây là một cái clip khá đặc biệt. Tại vì sao? Tại vì vị tướng Gindu đi đường giữa là quá bình thường đúng không? Nhưng hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng Gindu lên trồ đồ trang bị đi rừng, đặc biệt cầm luôn cái chứng chỉ đi qua cướp rừng các bạn cho nó máu. Đấy, có thể nói đây là một cái clip tròn các bạn ạ. Ok con dê, hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng Gindu đi cướp rừng các bạn cho mọi người cùng xem nha. Hello baby. Ủa ơi, ôi giời ơi, có cả anh A Thu anh vào hỗ trợ nhiệt tình thế này cơ mà. Nhiệt tình như thế này cơ mà. Ôi thế là em xin cái con bùa xanh lên rồi, tơm lưng. Bẹt. Ôi giời ơi, cháy đây. Ôi trời đông dữ vậy. Trời ơi, thằng nào quýnh tao nhớ mặt tao nha. Dí đó tôi quýnh chúng mày, đừng có kêu than mặt trời mặt đất nha. Ôi giời ơi, một cái pha lướt về quá chí, khiến cho các bạn gọi là đi, gọi là nghỉ ngơi mà xa khơi luôn. Về quá, về quá. Bẹt, chết nè. Quá hay các bạn ạ. Một cái pha cướp con bùa xanh xong đi về, đi vào lòng người, khiến cho bao nhiêu người trầm trồ kinh ngạc. Vỗ tay anh em. Ui giời, sao lại cứ lại gọi là phải chỉ khen, mình phải nói các bạn mới chịu vỗ tay này này nhở. Đây sẽ là một cái pha cướp rừng bùa đỏ chứng tỏ hàng to. Bẹt, hãy xem tôi đây. Bẹt, chứng chế. Rồi xong rồi, ok con dê, chạy đây. Không không không, đừng có vươn. Bây giờ bắn cho nó. Ô, né chiêu luôn à. Wow, chào mừng các bạn có một cái pha này siêu vô cùng kinh ngạc, khiến cho mình cảm thấy gọi là sợ hãi vô cùng. Ai à. Nhưng mà cái con bùa xanh của bảo các bạn mất đi rồi. Quá là về đúng không mọi người? Ngon ạ, cái vụ này ngon ạ. Anh ơi, Lữ Bố anh ơi, để cho cái thằng A Thu nó đánh quái chỗ không người này, đi ra chỗ khác, cút ra. Tại sao lại có thể gọi là phá bùa như thế nào nhở? Mình sẽ lên trang bị cho nó, không lên luôn cái mòn đi rừng các bạn ạ. Tại vì để cái chừng trị như này á, nó chừng trị nó vào người cho nó chắc ăn. Đó, đảm bảo 100% là dính quái là ăn liền. Chứ không lên cái món trang bị kia, nó lại có cái chừng trị nó biến thành tê tái, chừng trị vào người thì mệt lắm. Đây, chuẩn bị này, bùa xanh này. Úi giời ơi, hello baby. Băng, bẹt. Úi giời ơi, ngon lành cành đào nha. Ôi, trong bụi có người. Đánh đi anh ơi. Trong bụi là ai vậy? Thằng nào đuổi trong bụi vậy? Mày có ngon mày lên tiêu đi. Tụi anh mày chết. Anh chịu vâng hả? Em tính xin cái con bùa xanh không ạ? Em xin cái con bùa xanh. Rồi ok, chứng chỉ thành công. Rồi ok con dê. Chà, bẹt chạy. Chạy đi. Ai ơi, cướp thành công rồi. Chết à? Thế ơi, thế không sống được à? Ui giời ơi, một cái pha cướp bùa đi vào lòng người. Trời đẹp như trong mơ như thế mà cuối cùng không thoát được các bạn. Cướp hảo, what the hell? À, bạn đấy chắc gọi là cướp hả? Ừ, tớ cướp đây nhá. Chắc thẳng mặt luôn. Cướp luôn. Ủa sao cái gì chữ ướp đấy nào nhỉ? Đậu xanh cướp chứ không phải ướp đá đâu mà ướp lạnh đâu mà. Tào lao mày lao thế. Vớ bẩn thế nhỉ? Trời ơi, chát gì mà kỳ cục quá trời luôn à. Bạn đấy kêu là cướp hả đó. Cướp nữa nè. Trời ơi, một khi mà nó máu lên đây thì đừng gọi. Đi đâu mà vội mà vàng, đứng lại cho Gindu sờ hàng cái coi. Đúng rồi, đánh cái con bùa đỏ gần chết đi, mình chạy ra mình chừng chỉ đó. Quá wow, mà con gà láo nha họ bưởi, bắn nè đi. Ôi ôi né thật hả trời, tớ chỉ nói chơi đây mà làm gì. Bất nhầy, làm gì thì làm nha, mình cũng phải tình cảm tình tứ với nhau nha, không lên chơi kiểu gọi là đuổi cùng giết tận, dồn người ta vào cái đường cùng nha, dồn tớ vào đường cùng tớ quay lại tớ quánh cho bảo số sao lại đen nhá. Sao cái thằng Gindu nó lại ác như con cá thác lác. Đây là sẽ một cái pha cướp bùa. Ôi trời ơi, mày hả mày, chừng trị muộn quá các bạn ạ. Tớ tưởng lao vào không dám lao vào à, nhát thế. Trời ơi, người ta cướp bùa người ta là hú hí như thế luôn, thế mà cuối cùng nó sợ quá các bạn ạ. Nó sợ mình quá nó chạy luôn đấy. Nó bật cái chiêu một nó chạy long nhong. Nhìn thấy mà thương. Nhưng mà mình không thể nương tay được, phải chơi áp đảo. Này, gươm hiến tế à? Ôi giời ơi, mình lại tưởng nó gọi là máu hiến tế chứ. Này gươm hiến tế à? Gươm hiến tế các bạn ạ. Đây sẽ là một cái pha cướp bùa vô cùng đặc sắc và đẹp trai, sạch sẽ đẹp đẽ. Hãy xem tới đây. Ôi giời ơi, cướp bùa thành công rồi. Ôi anh ơi, mấy anh ơi, trời ơi, có em sai cho em sửa, em mà chữa thì cho em đẻ. Chứ bây giờ mấy anh cái gì đánh em chết ở đây tại đây luôn á. Em chết cho mấy anh xem luôn á. Rồi xong, nó quýnh em chết mỏi em rồi, thôi xong. Vỡ mồm cho xồm các bạn ạ.
Này, cứ cướp được bùa cái là bỏ mạng, cứ cướp được bùa một cái bỏ mạng. Ôi giời ơi, không hay không. Mày nghĩ làm sao mà đi đường giữa mà để không ai không cái này, nhiều quá nhiều rồi. Mà anh với chị bên kia làm gì làm chứ, để cho em có đường sống, em cướp được bùa thì gọi là dang rộng vòng tay mà chào đón em đi về, chứ đừng có đè để em đánh em như thế nhá. Chết em đấy. Trời ơi, khổ em quá trời khổ luôn rồi. Bắt nè. Ôi giời ơi, né giùm em mấy anh ơi. Né giùm em mấy cái con Phoenix này, con sâu bọ này, ấy lượn cái con sóc này ra khác cái nào. Đi qua cướp rừng ra mạng cái nào. Kiếm chơi cái nào. Chà, bẹt. Ôi giời ơi, đông dữ vậy. Chơi luôn quốc. Ôi, tóc biết à. Ôi giời, chơi mà chơi tóc biết rồi thế nào nhỉ. Oh man. Ai da, ai da, ai da, nè mà đông quá, đông quá. Rất đông và hung hãn đến từ vị trí của Crazy và Lữ Bố. Ấy là A Thu và Triệu Dân à. Chết nè, hãy xếp tới đây bẹt. Ổn đi đại pháp. Ai da, hết tung hạt này, thì hết tung này. Láo nháo là mình cho anh cháo liền. Ai da, đau dữ vậy, đau dữ vậy. Bắn nè nè đi, bùm chiu. Thôi chết rồi, thôi em ngu người rồi. Em lỡ lòng nào ăn cái bình máu để cho anh Lữ Bố, anh chết ngoài dưới luôn. Và đấy là mình mà để lại cho Lữ Bố ăn cái cục máu, có khi Lữ Bố sống đấy các bạn. Nhưng mà đậu xanh mình không thể gọi là kiềm chế được khi mà máu hết, mà cái bình máu nó to như bánh xe bò đấy. Nó khiến cho bản thân của mình trở thành một cái người xấu vô cùng, xấu vãi và lều ra luôn. Thế là Lữ Bố chết queo luôn. Thôi xong. Mấy anh mấy chị cứ từ từ và thư thả nhá. Cứ phết mạng thoải mái. Chuyện đâu còn có đó, cái khó tí nữa mình sẽ lo cho. Bây giờ mình sẽ lên cho vị đường Inu full phép nha các bạn. Không lên đam đâu, ý lộn không lên tanh đâu. Đi đường giữa mà. Cầm chừng chị là có ý đồ đi cướp đây. Mà cướp được qua hai con đầu là ngon lành cành đào. Mẹ muốn cướp mấy con sau đánh cho đào hầm chạy không kịp. Quái cả lều thế mới đau lòng chứ. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ mình luôn đấy. Ôi giời ơi, có ai thấy thương thì nhớ like đăng ký kênh cho mình cái, để mình lần sau đi cướp bùa cho nó gọi là ngon lành cành đào. Ái chà chà, ái à, Unti nè, múa múa cái con khỉ chứ, múa thích múa không, thích múa không, tao bắn cho lòi phèo cho múa hả. Ái à, ái à, em chỉ giỡn nhưng mà làm gì ghê đấy. Bó đi về bó ơi. Ui giời, chúng nó không có thương hoa tiếc ngọc gì đâu, mẹ chúng nó lấy thịt đè người đây, nó lấy số đông ăn hiếp yêu đấy, nó không chơi quân tử 2v2 đâu. Thôi đi về bạn ơi. Rồi Phoenix tới rồi, 3 đánh với 3 thì ngã được con da nào bắn nè. Né đi. Không né thôi làm gì càng. Hello baby. Hello baby. Tính chạy qua cướp với con bùi xanh cái mà khó quá, chả có ai. Giờ mình sẽ lên cho nó cái chuyện bùng nổ nha các bạn. Lên mát đam, ý lộn lên mát phép nha các bạn. Không có lên giáp đâu à. Chơi lớn mà. Lên thế này bắn nó mới sướng, ulti một cái nó mới phê. Đấy, trưởng một cái nó mới gọi là tụt máu nhiều, nhìn nó mới gọi là thốn được các bạn ạ. Nhìn đảm bảo không mê không tính tiền đó, bắn nhẹ cái thôi. Làm cái nhẹ thôi mà cái thế méo nào. Cái con của mấn ga nó mất cái tị máu thế nào nhở. Mình cứ tưởng nó mất cả nửa cây máu nó mới đúng ý của mình chứ. Chẳng vậy. Wow, đông quá. Có chiêu cuối đây, hãy xem tới đây. Bây giờ sẽ là một cái màn ulti đẹp mắt. Hãy da, lao vào ulti. Chết hai người đẹp đẽ đi. Wow, chịu dưng tới. Đau. Em đau quá, đau rồi rồi. Ôi giời ơi. Thế méo nào trận này phế như con dế các bạn. Ô, cái thanh niên A Thu này. Là chơi lạnh lùng vô cảm thế à. Oh man. Chơi gì kỳ vậy. Chơi gì mà chơi mà trộm trụ vậy. Để đó cho tôi sẽ xử lý vì tứ Hindu Thu cho bạn một cách gọn lẹ, nhanh nhẹn và không có gì gọi là khó khăn cả. Bẹt. Giỡn mặt hả? Giờ đây, giỡn mặt hả? Ây da, thiệt là khổ quá nha. Cái con Hindu nó cứ chạy lạnh lùng, chạy ra ăn trụ dưới, chạy ra đường giữa. Láo nháo thế chứ. Không thể để cho mấy thành phần này sống sót được. Giết nó anh em. Tôi đâu vào hút thêm ngoại lên luôn. Đúng rồi, hút nó. Đúng rồi, hút nó đi. Còn này thì bắn này, hãy xem tới đây. Bẹt. Rồi Lữ Bố lao vào bạn ơi. Lữ Bố lao vào đi. Chơi khi nào đánh gần chết mình ra mình cay hết cho nha. Bắn nè nó đi. Bẹt chết mày nè. Lao vào chơi nó. Úi giời ơi, một kêu. Một kêu lại mồm các bạn ơi. Bắn nè nó đi. Bùm chiu. Bắn quá ghê các bạn ạ. Bắn chiêu hoài quá là xuất sắc. Bắn cái nào trúng cái đó. Không trúng người thì trúng chó. Quá là đẳng cấp và kinh dị. Bẹt. Chiêu một thì bắn cứ giống như là xì hơi ấy. Bẹt thôi các bạn ạ. Quá là phê pha đúng không? Chịu dưng. Ai ơi. Anh gì đó ơi. Anh làm gì tôi. Một con ga tới. Lướt qua cái con tờn. Ái da. Con tờn là cắn đầu cái nhà. Chịu dưng làm gì đây? Anh Chịu Vương ơi. Nặng mấy nè. Bẹt. Chạy đi. Tô đô ơi. Đừng có lao ra. Chúng nó đông lắm. Ôi giời ơi. Nói không nghe lời.
đúng là bò không ăn ăn cỏ là bò ngu đấy, người không nghe lời ngu hơn bò. Tôi nói cái đéo gì tôi còn chả biết luôn đấy chứ, không biết có đúng vần đúng gọi là chính tả không nữa. Thôi đi về. Man, bây giờ mình sẽ lên cho vị tướng Gindu là chính là cái vương miệng nha các bạn. Lên cái dòng cái này bắn sướng lắm luôn á, bắn sướng lắm luôn á, bắn cái chiêu 2 là phê lắm luôn á, phê như con dê luôn á. Nhưng mà vẫn âm mạng này, phê méo gì thì phê, phải cho hết âm mạng rồi lúc đó mình gáy chứ. Bây giờ âm mạng như thế này mà gáy được người ta gọi là ngu người, gáy to không lo chết đói mà mình gáy to tiệt ấy. Hai chết hai hỗ trợ bốn này cái quái hết âm mạng rồi nha. Đố ai coi thường mình nha. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đây, hãy xếp tới đây chứng chỉ nè. Bẹt ơ đủ vãi người lúa, chừng trị vào người qua thu thế là thêm nhau nào nhở. Rõ ràng mình chủng chừng trị vào cái con quái mà cuối cùng vào qua thu cái mất luôn cái chừng trị, thế là cuối cùng thì chả được cái con bùa đỏ luôn, cay cú thế cơ chứ, bực mình thế nhở. Thư nè, anh nào bù lao bù lếu đâu rồi, giờ đây con nào quánh sấp mặt luôn đấy chứ. Đâu ai con nàng đâu rồi, ồ ăn rồng à, thích thì rồng thôi. Ờ thích thì mình nhích thôi, Lữ Bố chơi dòng đó, đúng rồi, chơi dòng tới tấp vàng nó quét quân cô đi chứ. Bẹt, ủa một cái cú trưởng cho hai, nó cứ gọi là xúc tích và đầy xuất sắc. Ây chà chà, tiệt lạ quá nha. Ôi à, đừng có sợ, đã có mình ở đây rồi, chết mà nè, láo nhau này. Ôi giời ơi, mình xin, vàng nó nhảy lên với cái ánh mắt gọi là quá là phê pha. Ây da, cái thằng người mà gan ga này, này thì ăn bùa này, ơ đủ, này thì ăn bùa này, đứng lại. Ôi trời ơi, ước gì mình ăn được bùa để rồi mình có thể múa như là tiên, như rồng, như bay, như vượng, như mùa. Trời ơi, không có bùa thì thôi đi về. Đâu có phải là muốn ăn là được đâu các bạn, khổ lắm đây. Và đấy mà ăn được cái con bùa thì là tuyệt vời không mặt trời luôn, không có gì mà nói luôn, khỏi phải biến về luôn các bạn. Dắt tay hải thần à, đù, cái món phù trợ đó nó khiến cho cái chiêu cuối của mình nó vô tác dụng các bạn ạ. Được lắm, mình khoái bạn rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ lên cho nó cái quyền trượng nha. Bắn trượng ulti, bắn trượng trượng, bắn một phát trượng phát chết con quái luôn các bạn. Không phải gần chết con quái, con quái quản tị máu đấy, kinh chưa, kinh chưa. Bẹt chơi mày nè, bẹt ua bẹt mày xào xào hả mày, cúc cúc ra để cho ta đi nào, hãy xem tới đây. Bẹt chết mà nè, ai ạ, thằng nào tung ra đây. À con tà thần này láo chó, mày hư hả mày, giáo hất tung người ta hả, biết tôi lai không. Gindu cầm chừng chỉ đây, không phải dòng người đâu nha. Bây giờ là một cái con tướng gọi là pháp sư vừa có chừng trị nó có cho ấy á, bắn nè, tất cả cúc ra để cho ta đi. Ai à, wow thì đã quá nha, nhưng mình không ăn được mạng nào các bạn ạ, hỗ trợ thôi. Ồ, bên thắng không? Nếu mà mình thắng thì thắng thôi, có gì đâu khó. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho các bạn nó gọi là ra đi. Chết nè, rồi, đi về anh em ơi. Nhây đã anh em ơi, đừng có đánh thắng mà. Nhây cái đá, nhây một chút xíu đi. Ăn vài mạng nữa rồi thắng nha. Ôi giời, đánh thắng luôn này các bạn ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ mình nha. Các bạn có thích clip của mình không? Nếu có thì nhớ comment cho mình biết nhé. Bye bye mọi người. Goodbye, see you again nha.